Trước khi mà gửi đi thì sẽ có cái clip nhẹ nhẹ để mà gửi lại cho bác xem lại cái hình ảnh nhé. Đấy. Con này cầm lồng lên thì sẽ hơi dẫy một chút, tuy nhiên là treo le nó đứng là nó hót thôi. Đấy. Nó lai dai một chút. Đây, thực tế treo ở nhà đây các bác nhìn thấy này. Đây, cậu nhìn thấy nhé. Đấy. Thì đây, cám và hộp đã chuẩn bị đầy đủ cho các bác rồi. Cám này, tí con chim mình sẽ gửi vào hộp, hộp sẽ an toàn hơn. Đấy. Còn cái lồng ấy thì về nhà cho vào sau, lồng để gửi riêng nhé. Cái buổi sáng ấy thì có thể là mở hết áo lồng treo lên chỗ thoáng tĩnh ấy, nó sẽ tự động nó hót nhé. Này gửi cho anh em cao tốc Lào Cai. Đấy. Anh em có thể nắm được. Đấy rồi, bây giờ mình sẽ hạ xuống, mình đóng hộp cho bạn nhé. Gia đình hướng dẫn tiếp. Đấy nhá. Hạ nó xuống rồi ấy thì các bạn nhìn thấy này, mỗi ngày chịu khó cho tắm một lần nhé. Đấy. Nhà mình rất là mau mỏ đấy, để làm sao mà bạn có thể nuôi được như ở nhà mình ấy thì là tốt nhất. Thỉnh thoảng tập gọi nó đi nó quen. Sau đó thì đây, cái lồng mình dặn này, đây này, mình dặn lồng như thế này nhá. Áo mình chọn cái áo, đây là lồng mình đang dùng ở nhà luôn, mình gửi cho bạn luôn này. Đấy. Về nhà ấy thì bình thường ấy thì đừng có mở hết áo lồng ra nhá, đừng mở hết ra mà mở một nửa, kéo xuống như này này, xong vén vén lên cho mình đấy, để tầm này thôi đấy, xong rồi quay một cái mặt nó vào tường như vậy nhé. Đấy, vừa phải thôi thì con chim nó sẽ tĩnh và nó hót lai dai ở trong này. Mình chỉ mở hết áo lồng khi trong vòng buổi sáng mình cho nó hót một lúc thôi, một lúc nó sẽ nhảy thì mình sẽ che bớt áo lồng lại như này này. Đây quay xa bạn thấy đây nhá. Đấy. Ok, như vậy nhé.